Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục với chương mục hỏi đáp vô cùng thú vị. Và số thứ hai lần này là những câu hỏi hay ho đến từ các bạn. Kèm theo đó là những câu hỏi liên quan đến bản thân khiến tôi vô cùng rất khó trả lời. Đầu tiên tôi xin nói rằng đây là những câu trả lời dựa trên những gì mà tôi đã đọc và tìm hiểu. Và nó dựa trên những gì mà Oda đã công bố ở chapter gần nhất. Đó là sau chapter 1038. Vậy sau đây bạn cũng sẽ có những câu trả lời của riêng mình. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Câu hỏi đầu tiên của bạn Việt Quy với câu hỏi: On B Legend là ai? Anh có thể soi góc On B không? Một câu hỏi khiến mình vô cùng rất khó trả lời. Đầu tiên mình xin cảm ơn bạn đã quan tâm tới mình. Mình là một thanh niên sinh năm 1991 với quê hương là vùng đất Quảng Ngãi đầy nắng và gió. Công việc chính của mình là bên lĩnh vực hàng hóa, chứng từ và xuất nhập khẩu. Mình biết đến On B từ năm đầu tiên của đại học 2009 và khi đó mình không thật sự quan tâm nhiều cho lắm. Khi ấy mình xem trên anime nhiều hơn và không biết đến manga. Để rồi sau đó hình ảnh Law và Luffy thành lập liên minh đánh bại tứ hoàng Kaido bách thú với tỷ lệ 30% tại Minh Hazard khiến mình vô cùng thích thú. Nó như một chất xúc tác để mình yêu mến và bắt đầu theo dõi anime trên manga nhiều hơn. Công việc lập ra channel này, như đã nói nhiều lần trước đó, nếu tứ hoàng xanh tóc đỏ là người truyền cảm hứng cho Luffy làm hải tặc thì chính channel Vinny Luffy chính là người truyền cảm hứng cho mình lập ra channel này. Trải qua rất nhiều biến cố liên quan tới bản quyền và chính sách của YouTube, thế nhưng bằng niềm đam mê anime cũng như những lời khuyên chân thành của những người anh em đã theo dõi từ lúc nào trước đó, mình vẫn không từ bỏ và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Và đây là kênh thứ ba của mình. Còn về câu hỏi mình có làm góc soi mói anime hay không thì mình xin trả lời ngay rằng dù rất thích nhưng chương một phân tích chapter cũng như dự đoán chapter mới lại là chủ đề mình luôn theo đuổi. Và cho nên mình hy vọng anh em sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Gia Trang với hai câu hỏi. Hello anh, chúc anh sớm có được nút bạc với kênh mới. Câu 1, như chúng ta đã biết, chủng tộc ngày xưa của King được gọi là thằng, tức ít nhiều cũng mạnh hơn chủng tộc Oni của Kaido. Vậy giả sử King ăn trái quỷ giòn thần thoại của Marco thì danh hiệu sinh vật mạnh nhất thế giới có nên đổi chủ hay không ạ? Trước hết mình xin cảm ơn lời chúc chân thành của bạn. Quay trở lại với câu hỏi của bạn, có thể nói đây là một câu hỏi vô cùng thú vị. Đầu tiên, có vẻ bạn đánh giá chủng tộc Lunaria của King cao hơn chủng tộc Oni của Kaido. Theo lời của Tứ Hoàng Đao Trắng đã nói với Marco trong chapter 1023 thì chủng tộc Lunaria đã từng sống trên đường hồng tuyến Red Line hơn 800 năm về trước và ở đó họ được gọi là những vị thần. Thế nhưng từ khi các Thiên Long Nhân xuất hiện, tất cả những người của chủng tộc này gần như đã bị truy sát đến tuyệt chủng. Bởi đơn giản đối với các Thiên Long Nhân thì bọn chúng mới chính là những vị thần duy nhất. Để rồi sau đó King, người duy nhất sống sót của chủng tộc này, phải trở thành vật thí nghiệm của chính quyền thế giới. Để rồi sau đó King gặp được Kaido và trở thành cánh tay phải của Tứ Hoàng Kaido Bách Thú. Thế nhưng để có thể nói chủng tộc Lunaria của King mạnh hơn chủng tộc Oni của Tứ Hoàng Kaido Bách Thú thì hoàn toàn không có cơ sở. Khi chúng ta chưa có những thông tin gì liên quan đến tộc Oni của Tứ Hoàng Kaido Bách Thú và vì sao Kaido được cho là sinh vật mạnh nhất thế giới. Quay trở lại với câu hỏi của bạn, giả sử King có ăn trái quỷ giòn thần thoại vừa hoàng của Marco thì cũng không thể nào trở thành sinh vật mạnh nhất thế giới được. Bởi theo tôi, không phải ngẫu nhiên mà Oda lại đặt cho Tứ Hoàng Kaido Bách Thú biệt danh là sinh vật mạnh nhất thế giới. Chắc chắn phải có một lý do nào đó thì Oda mới khẳng định như vậy. Còn lý do vì sao thì có lẽ phải chờ Oda tiết lộ thêm trong những chapter tiếp theo. Câu 2, theo anh arc tiếp theo sẽ là gì? Thì có phải là Ebbat? Đối với tôi, đây vừa là một câu hỏi cũng vừa là một câu trả lời. Dù không chắc chắn, nhưng theo tôi sau khi hành trình kết thúc của mình tại Aquano thì điểm đến tiếp theo của băng Murom rất có thể sẽ là vương quốc của tộc người khổng lồ Ebbat. Bởi nếu để ý bạn sẽ thấy, khái niệm người khổng lồ hóa liên tục được Oda đề cập trong những thời gian gần đây, từ Minh Hazard cho đến xứ sở Totoland của Tứ Hoàng Big Mom, hay thậm chí là những tên number được Kaido mua từ Minh Hazard. Ngoài ra theo tôi còn một yếu tố nữa quyết định đến hành trình của băng Murom, đó chính là sự an nguy của Sabo. Nếu biết Sabo bị bắt và gặp nguy hiểm thì Luffy chắc chắn sẽ đến giải cứu. Bởi hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được tình hình của Sabo là như thế nào, sống chết ra sao, nhưng tôi tin rằng bằng sức mạnh cũng như vai trò của người đứng thứ hai trong quân cách mạng thì Sabo sẽ không bị hai quân bắt, thay vào đó là đang ẩn đắp ở một nơi nào đó mà thôi, rất có thể. Tiếp theo là những câu hỏi của bạn Nam Thành. Mình sẽ trả lời hai trong số ba câu mà bạn đã hỏi. Câu 1, anh nghĩ sao nếu người đứng đầu CP0 mạnh hơn một đô đốc? Khi các thành viên của CP0 dễ dàng đánh bại một Tobi Double không tốn nhiều thời gian, chưa kể Ezreal sở hữu một trái quỷ John rất mạnh, John còn gọi là ông vua cận chiến. Một câu hỏi hết sức thú vị. Như chúng ta đã biết, CP0 chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của chính quyền thế giới. Ở đó các thành viên đều sử dụng Sorry lục thúc một cách thục thục. Minh chứng rõ nét nhất chính là việc tên CP0 này tại Wano đã đánh bại hoàn toàn Ezreal, một trong 6 Tobi Double của băng hải tặc bách thú và cũng là đội trưởng của đội đặc nhiệm hải quân ngầm được cài cắm vào băng hải tặc bách thú. Mặc dù Ezreal sở hữu một trái quỷ John cổ đại cực hiếm. Quay trở lại với câu hỏi của bạn, bản thân tôi cho rằng người đứng đầu của CP0 mạnh hơn một đô đốc là hoàn toàn không có cơ sở. Bởi sau khi đánh bại Ezreal thì tên CP0 này cũng bị thương không hề nhẹ, gương mặt của hắn thể hiện lên điều đó. Ngoài ra những lời mà hắn nói mới khiến tôi thật sự chú ý, quả không hổ danh là .. Điều này có nghĩa những thành viên của đội đặc nhiệm hải quân ngầm phải có ít nhất 5 thành viên trở lên, và người đứng đầu tổ chức đó phải là người vô cùng mạnh mẽ, rất có thể là cựu thủy sư đô đốc Sengoku, hoặc có thể là tăng thủy sư đô đốc của hiện tại Akainu. Còn lý do vì sao thì tôi sẽ có riêng một video nói về chủ đề này. Câu 2, nếu có một trái quỷ hệ Logia hệ đất thì có thể tạo ra một hòn đảo hay không? Nếu tạo ra thì có thể điều khiển được nó, đúng không? Ví dụ như Caribou có thể tạo ra rất nhiều bùn. Một câu hỏi cho thấy bạn là người có tính trừu tượng và bay bổng.
Như chúng ta đã biết, trái quỷ Hylogia là trái quỷ mang 4 nguyên tố tự nhiên chính. Với nước là trái quỷ Hiee của cựu đô đốc Kuzan, và lửa bao gồm trái quỷ Meramera của Sabo và trái quỷ Magumagu của tăng trưởng sư đô đốc Akainu. Tiếp theo là khí, bao gồm trái quỷ Gazugasu của Shiraclou và Moku Moku của Smoker. Và cuối cùng là đất, bao gồm trái quỷ Numa Numa Numi của Karibou. Quay trở lại với câu hỏi của bạn, nếu giả sử có một người sở hữu năng lực trái quỷ tạo được đất thì có thể tạo được một hòn đảo và điều khiển được nó hay không? Và câu trả lời của mình là có. Và tôi tin rằng đây là một sức mạnh vô cùng bá đạo. Dẫu vậy, trong One Piece vẫn có những hòn đảo không được tạo thành bởi đất, ví dụ như hòn đảo trên trời Skypiea. Hiện tại chúng ta đang ở chapter 1037 với những diễn biến vô cùng hấp dẫn tại Wano. Vì thế trong tương lai tôi hy vọng sẽ xuất hiện trái quỷ liên quan tới nguyên tố tự nhiên đất này, thật sự rất đáng mong chờ. Tiếp theo là của bạn Nhân với câu hỏi: anh ơi, cho em hỏi một câu, anh có nghĩ trận chiến cuối cùng thì Râu Đen liên minh với chiến quyền thế giới không? Vì em nghĩ vậy, đánh nó mới hoành tráng, chia ra hai ác thì One Piece bao giờ mới kết thúc? Mong anh trả lời và chúc anh thật nhiều may mắn. Đầu tiên mình xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của bạn. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì Râu Đen sẽ không liên minh với chính quyền thế giới để chống lại Luffy. Quay trở lại với chapter 908 từ rất lâu trước đó, chúng ta có thể thấy hình ảnh Râu Đen, Luffy và nàng tiên cá Shihiroshi đã bị chém và đứt trong tay của Isama, là người đứng đầu và có thể ra lệnh cho các ngũ lô tinh. Điều này có nghĩa tất cả những nhân vật này đều là kẻ thù của chính quyền thế giới. Ngoài ra, những kẻ mang chuyến đi trong tên đều được cho là kẻ thù của Thiên Chúa, chính là những Thiên Long Nhân đang ngược trị trên thánh địa Medigoji. Ngoài ra, với tính cách của Râu Đen, tôi tin rằng chắc chắn hắn sẽ không chịu bắt tay với chính quyền thế giới dù bất cứ giá nào đi chăng nữa, và Râu Đen sẽ đi lại con đường của Robby Sibet còn đang dang dở, đó là vua của thế giới, rất có thể. Tiếp theo là của bạn Trình Bảo với hai câu hỏi. Câu 1, theo bạn, nhiệm vụ của Zipan ngoài việc đánh nhau với thù thì bạn có phương án nào nữa hay không, chẳng hạn như bảo vệ Robin hay đánh nhau với 100 số tư lệnh của băng Big Mom? Rất mong bạn trả lời. Đúng như những gì bạn đã nói, Jinbe đã có trận chiến vô cùng thú vị với Hút Thù, một trong 6 tư bị double của băng hải tặc bá thú, và cũng là một cựu thành viên của tổ chức bí mật CP9. Và theo tôi, Hút Thù vẫn chưa là đối thủ lớn nhất của Jinbe tại Aquano này, mà thay vào đó đối thủ của Jinbe phải mạnh hơn thế nữa. Và theo tình hình hiện tại thì rất có thể chính là những tên đặc vụ CP0, kẻ mà mới đây cũng đã đánh bại Drake một cách không thương tiếc. Với việc các ngũ lâu tinh muốn nhanh chóng truy bắt Nico Robin thì khả năng rất cao Jinbe sẽ ra tay trợ giúp cho Nico Robin, điều mà cả hai đã làm rất tốt khi đưa Big Mom rời khỏi đảo quỷ Unigashima ở chapter 989 trước đó. Câu 2, tại sao Tốc Đỏ lại biết được Kaido và King đến tổng bộ và đã đi đường nào mà chặn lại trên con đường đến tổng bộ? Một câu hỏi rất thú vị. Đầu tiên, mình xin khẳng định rằng giống như Hải quân thì các thứ hoàng cũng có mạng lưới thông tin ở khắp nơi trên toàn thế giới. Ngay cả ở Wano, một đất nước bế quan tỏa cảng, nhưng thứ hoàng Kaido bách thú vẫn luôn nắm được những thông tin bên ngoài. Quay trở lại với câu hỏi của bạn, trận chiến thượng đỉnh Marineford 2 năm trước là một trận chiến quy mô lớn, và cho nên những hành động liên quan đến trận chiến đó đều được thông báo. Với thân thế và địa vị của mình, Tứ Hoàng Sang Tóc Đỏ chắc chắn biết được chuyện Kaido và King đến tham gia cuộc chiến và ngăn chặn. Còn tại sao biết đường mà chặn thì theo tôi chỉ có một con đường duy nhất đến tổng bộ hải quân mà thôi. Vậy cho nên Tứ Hoàng Sang Tóc Đỏ đã đứng sẵn chờ đợi Kaido đến. Ngoài ra, tôi tin rằng giữa Tứ Hoàng Kaido và Sang Tóc Đỏ vẫn chưa có cuộc đụng độ nào 2 năm trước, mà bằng một cách nào đó Sang Tóc Đỏ đã khiến Kaido quay trở lại Wano, kết thúc ý định tấn công Marineford của mình. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Đạt Trần Huy. Vegapunk có ăn trái quỷ hay không ạ? Mong anh trả lời. Một câu hỏi hết sức thú vị. Cho đến tận bây giờ chapter 1037, chúng ta vẫn chưa biết được gương mặt của nhà khoa học đại tài Vegapunk là như thế nào, chỉ biết được những phát minh của ông đã đi trước mọi thời đại. Quay trở lại với câu hỏi của bạn, Vegapunk có ăn trái quỷ hay không? Và theo quan điểm của cá nhân tôi là có. Nếu được lựa chọn, tôi hy vọng đó là một trái quỷ hệ Paramecia. Còn như thế nào thì có lẽ phải chờ Oda tiết lộ thêm trong những chapter tiếp theo. Câu hỏi cuối cùng là của bạn Hà Phạm Hồng với câu hỏi: em là gái đây, anh cho em hỏi liệu hạm đội mũ rơm có đến Wano hay không ạ? Hỏi mãi một câu mà chưa được anh trả lời, mong lần này sẽ được lên. Đầu tiên, mình xin lỗi vì đã trả lời chậm trễ câu hỏi này, một câu hỏi vô cùng thú vị. Với việc Luffy đang chiến đấu với Kaido tại đảo quỷ Onigashima, và trận chiến tại Wano là một trận chiến tổng lực có quy mô lớn, rất nhiều những nhân vật máu mặt sẽ xuất hiện. Và mới đây trong chapter 1037, con voi ngàn năm tuổi Junisa cũng đã đến Wano. Dẫu vậy, dù rất thích nhưng tôi vẫn cho rằng hạm đội mũ rơm sẽ không đến Wano, mà sẽ hậu quân với băng mũ rơm ở một nơi khác. Chắc có thể là trận chiến cuối cùng với chính quyền thế giới hoặc ngày ác tiếp theo sau Aquano này. Và tôi cũng đã có dự đoán rằng đó chính là vùng đất của người khổng lồ Ebat. Chắc có thể. Trên đây là tất cả những câu trả lời trong chương 1 hỏi đáp số thứ 2 này, tính đến chapter tiếp theo 1038. Tôi hy vọng anh em thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.